Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ The Telegraph ngày 16 tháng 1, thị trưởng Vorones, ông Vadim Kertenin cho biết một số người dân đã sơ tán khỏi nhà sau khi các mảnh vỡ UAV gây ra đám cháy nhỏ và làm vỡ cửa sổ. Ông nói thêm rằng tình trạng khẩn cấp vừa được ban bố trong thành phố sẽ giúp nhanh chóng thay thế, sửa chữa thiệt hại. Theo thống đốc khu vực, ông Alexander Gusev, một bé gái đã bị thương khi các mảnh vỡ của UAV rơi xuống tòa nhà chung cư nơi bé gái này sống. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 5 UAV và chặn 3 chiếc khác dạng sáng 16 tháng 1 trên vùng Voronezh, đồng thời chặn 4 UAV ở vùng Belgorod gần đó của Nga. Các video về cuộc tấn công bằng UAV nói trên đã xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh ngọn lửa bốc lên từ một tòa nhà cao tầng. Các đội cấp cứu cũng đã có mặt tại một tòa nhà khác nơi có khói cuồn cuộn bốc ra từ cửa sổ. Volodars là thành phố có hơn một triệu dân nằm cách biên giới Ukraine khoảng 250 km và có một căn cứ không quân gần đó, nơi một số máy bay ném bom Sukhoi Su-34 đóng quân. Nga thường triển khai máy bay chiến đấu ném bom trong các cuộc không kích vào Ukraine. Trước đó, loạt tin vui cũng đã đến với Ukraine khi đơn vị máy bay không người lái UAV Shadow của Ukraine cuối tuần trước đăng lên Telegram video lực lượng nước này tập kích hệ thống tác chiến điện tử sử dụng trí tuệ nhân tạo AI RB 109A Bilina chuyên chống UAV của Nga tại mặt trận Đô Nhét. Trước đó, ông Yuri Misiagin, phó chủ tịch ủy ban an ninh quốc phòng và tình báo quốc gia của Quốc hội Ukraine tuyên bố vào khoảng 21 giờ cùng ngày các đơn vị Ukraine đã khai hỏa nhằm vào máy bay cảnh báo sớm A-50 và máy bay chỉ huy IN-22 của Nga đang bay trên vùng biển Azov. Theo ông Misiagin, chiếc A-50 bị rơi, còn chiếc IN-22 cố gắng tiếp cận sân bay gần nhất, xong biến mất khỏi radar khi bắt đầu hạ độ cao ở gần thành phố Kurt trên Crimea, bán đảo mà Nga sắp nhập năm 2014. Trung tướng Kirillo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR Ngày 15 tháng 1 xác nhận thông tin lực lượng nước này phá hủy máy bay A-50 và làm hư hại máy bay In-22, xong không cung cấp thêm chi tiết. Giới chức Nga đều không bình luận về hai thông tin trên. Ở chiều ngược lại, một quan chức tình báo quân sự cấp cao Ukraine cho biết, các cuộc không kích gần đây của Nga đã tập trung vào khu phức hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, mặc dù mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng vẫn còn. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo trong nhiều tháng rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV trong mùa đông của năm xung đột thứ hai. Khi được hỏi về một loạt các cuộc không kích lớn của Nga kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2023, Vadim Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, cho đến nay, Nga chưa lặp lại xu hướng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine như năm ngoái thay vào đó tập trung tấn công các tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Ông Skibitsky cho hay, mục tiêu chủ yếu của Nga là các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, trụ sở, hệ thống kiểm soát và các đơn vị riêng biệt của chúng tôi ở tiền tuyến. Ông Skibitsky cũng cho biết, Nga đã sử dụng các loại vũ khí không chính xác trong các cuộc tấn công. Quan chức Ukraine nói, vào tháng 12 năm 2023, Nga đã tiến hành tấn công bằng UAV Shahed. Lưu ý rằng Nga đã sử dụng khoảng 770 đến 780 UAV trong các cuộc tấn công. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Vào cuối tháng 12 năm 2023, Moscow đã thực hiện một trong những cuộc không kích lớn nhất trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm. Quân đội Ukraine không nêu chi tiết hậu quả của các cuộc tấn công của Nga, mặc dù thừa nhận rằng các cơ sở quân sự nằm trong số các mục tiêu gần đây. Các cuộc tấn công xảy ra khi Ukraine tăng cường nỗ lực sản xuất quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và ít phụ thuộc hơn vào các đối tác nước ngoài. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí, đạn dược, trong khi các quốc gia phương Tây không thể ngay lập tức đáp ứng nhu cầu trên chiến trường của Kiev. Ông Skibitsky cho biết, bất chấp các mục tiêu tấn công hiện nay của Nga, mạng lưới năng lượng của Ukraine vẫn đang bị đe dọa. Ông nói, đối phương vẫn thường xuyên thu thập các hình ảnh không gian về cơ sở năng lượng của chúng tôi để tiến hành các cuộc tấn công nếu có thể và nếu cần thiết. Đặc phái viên Mỹ lạc quan thận trọng về kế hoạch chuyển hàng trăm tỷ đô la Mỹ tài sản đóng băng của Nga cho Kiev, nhưng Mỹ vẫn cần châu Âu phải vào cuộc trước. Đại diện đặc biệt của Mỹ về phục hồi kinh tế Ukraine Penny Prisker cho biết tại Davos, Thụy Sĩ rằng có hy vọng rất lớn về việc tịch thu tài sản của Nga có thể giúp tài trợ cho hoạt động tái thiết Ukraine. Nhưng Mỹ sẽ cần sự hợp tác của châu Âu để biến điều đó thành hiện thực. Theo tờ Kiev Post, nhiều quốc gia Tây Âu đã dò dự trước yêu cầu của Kiev về khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị phong tỏa, vì một động thái như vậy có thể làm giảm đầu tư nước ngoài vào các quốc gia đó. Hơn nữa, như bà Prisker lưu ý, nó sẽ kéo theo vô số vấn đề pháp lý đau đầu. Bà Prisker, người từng giữ chức Bộ trưởng Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, đã cảnh báo rằng có rất nhiều hy vọng rằng tài sản thuộc chủ quyền của Nga có thể trở thành một nguồn tài chính dễ dàng. Nhưng toàn bộ sự việc rất phức tạp và điều đầu tiên bạn biết là có rất nhiều luật sư cần tham gia. Bà Prisker cũng lưu ý rằng các bộ trưởng G7 đang nghiên cứu tính khả thi của sáng kiến như vậy quan chức này cũng nói rằng chính phủ mỹ sẽ không hành động một mình và phải đưa ra quyết định tập thể bà prisker cũng tìm cách chấn an người ukraine rằng washington sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho kiev bất chấp tâm lý không chắc chắn về sự giúp đỡ của mỹ và châu âu bà nói tôi muốn chấn an người dân ukraine rằng người dân mỹ và nước mỹ luôn ở bên các bạn mặc dù nền chính trị và nền dân chủ của chúng ta có thể rất phức tạp trong khi đó người đồng cấp pháp của bà pierre helbron chỉ ra rằng 2 phần 3 trong số tài sản đóng băng ước tính trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang được đề cập là ở châu Âu. Ông Hebron được hãng tin AFP dẫn lời nói, trên thực tế chúng tôi hiểu rất rõ rằng ít nhiều G7 nên có quan điểm chung về vấn đề đó. Một ví dụ cho việc châu Âu đang nắm giữ nhiều tài sản đóng băng của Nga là vùng Côte d'Azur của Pháp, nổi tiếng là thỏi nam châm, thu hút tiền của giới tài phiệt Nga. Vào năm 2022, Chính quyền Pháp đã tịch thu du thuyền của nhà tài chính người Nga Alexei Kuzmichev, người có tài sản dòng ước tính khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 11 năm ngoái, biệt thự Saint-Tropez của Kuzmichev đã bị khám xét và ông trùm này bị bắt giữ vì tội trốn thuế, rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Tại Italia, vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền đã phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ tài sản của các nhà tài phiệt Nga, bao gồm tài khoản ngân hàng, biệt thự, du thuyền và ô tô hạng sang. Vào tháng 12, Đức đã tiến hành tịch thu khoảng 800 triệu đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng Frankfurt do Trung tâm Lưu ký Định cư Quốc gia Nga nắm giữ. Tổng giá trị tài sản do các cá nhân Nga nắm giữ ở Liên minh châu Âu được chốt ở mức khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trong khi còn hơn 230 tỷ đô la Mỹ tiền của ngân hàng trung ương Nga đang nằm ở đó. Bà Prisker bản thân cũng là tỷ phú thông qua chuỗi khách sạn Hyatt của gia đình, giải thích rằng quá trình chuyển số tiền Nga bị tịch thu cho Kiev sẽ đòi hỏi cơ sở pháp lý. Công việc thực sự đang diễn ra, nỗ lực thực sự và ý định thực sự, nhưng chúng tôi còn lâu mới đi đến kết luận. Tổng thống Volodymyr Zelensky, người dự kiến có bài phát biểu tại diễn đàn Davos trong ngày 16 tháng 1 cho biết, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst rằng số phận tài sản bị phong tỏa của Nga là một vấn đề cấp bách. Ở thời điểm hiện tại, giới chuyên gia nhận thấy các nước phương Tây tỏ ra quyết tâm vượt qua những trở ngại để cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine thì việc tịch thu tài sản Nga có thể là một liều thuốc đắng. Suốt gần hai năm qua, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra về việc phải làm gì với số tiền 300 tỷ đô la Mỹ bị đóng băng của Nga. Các nước G7 đồng ý rằng số tiền này không thể quay trở lại Nga cho đến khi Moscow đưa ra các khoản bồi thường cho Ukraine. Như vậy, số tiền sẽ bị đóng băng cho đến khi xung đột kết thúc, tương tự hầu hết các cuộc xung đột trước nay. Tuy nhiên, phía Ukraine đang yêu cầu chuyển số tiền bị đóng băng này ngay bây giờ để nước này có thể hỗ trợ nền kinh tế. Các chuyên gia nhận định Washington dường như đứng về phía Kiev nhưng thực tế là hầu như không có tài sản nào của Nga được giữ trên đất Mỹ. Trong khi đó, những người ủng hộ tích cực nhất cho đề xuất tịch thu lại là các quốc gia không có nhiều tài sản của Nga như Anh, các nước vùng Baltic và các quốc gia Trung Âu, Bỉ, Pháp, Đức tỏ ra thận trọng hơn họ lo ngại về xu hướng các nhà đầu tư sẽ rút tài sản khỏi châu Âu và các biện pháp trả đũa từ Moscow. Giới chuyên gia dự đoán, nhiều khả năng Mỹ cố gắng thông qua một biện pháp thỏa hiệp, chẳng hạn như đánh thuế 100% thu nhập từ khoản tiền 300 tỷ đô la Mỹ bị phong tỏa. Phát biểu sau khi giành chiến thắng ở bang Iowa, cựu Tổng thống Trump cho biết, Ông rất vinh dự vì chiến thắng sớm chưa đầy một tiếng sau khi các cuộc họp kín chính thức bắt đầu. Ông Trump cũng khẳng định thế giới muốn nước Mỹ quay trở lại. Trước đám đông những người ủng hộ ở Des Moines, thủ phủ bang Iowa, cựu Tổng thống đã lên tiếng công kích người kế nhiệm, đương kim lãnh đạo Nhà Trắng Joe Biden. Ông Trump, người giữ chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021, quả quyết nếu bản thân hiện vẫn còn là ông chủ Nhà Trắng, Nga đã không mở kế hoạch quân sự ở Ukraine và Israel không bao giờ bị tấn công. Ông Trump mô tả tình hình hiện tại ở Ukraine và Israel vô cùng tồi tệ. Cựu Tổng thống quả quyết nếu tái đắc cử ghế lãnh đạo Mỹ, ông sẽ giải quyết hai vấn đề này rất nhanh. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm thông tin về các giải pháp của mình. Theo giới quan sát, việc thắng áp đảo các đối thủ cùng đảng trong bầu cử sơ bộ ở Iowa có thể báo hiệu ông Trump sẽ giành quyền đại diện Đảng Cộng hòa đấu chung kết với đối thủ dân chủ ông Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay. Có thể nói chiến thắng của ông Trump là chiến thắng kỷ lục trong lịch sử bầu cử của bang này khi ông Trump giành thắng lợi tại ít nhất 98 trên 99 quận và cách biệt với người thứ hai tới 30% số phiếu ủng hộ. Cũng trong cuộc bầu cử lần này, việc chiếm vị trí thứ hai của ông Ron DeSantis cũng khá bất ngờ khi trong các cuộc thăm dò dư luận trước đó, ông này thua cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tới 4% số phiếu ủng hộ. Bà Haley cán đích ở vị trí thứ ba với khoảng 19% số phiếu ủng hộ, trong khi doanh nhân Vivek Ramaswamy, 38 tuổi, ở vị trí thứ tư với khoảng 8%. Ngay sau khi có kết quả, ông Ramaswamy đã tuyên bố từ bỏ cuộc đua ứng cử viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống và cho biết sẽ ủng hộ ông Trump. Chiến thắng của ông Trump tại bầu cử sơ bộ bất chấp các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội năm 2021 và nỗ lực lật ngược bầu cử năm 2020, cho thấy ông này vẫn duy trì được sự ủng hộ của các cử tri trung thành. Iowa là bang đầu tiên tại Mỹ tổ chức bầu chọn ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa bằng hình thức họp kín, cử tri phải dự trực tiếp các cuộc họp được tổ chức tại trường học, trung tâm cộng đồng và nhà thờ trên toàn bang vào 19 giờ tối 15 tháng 1 và công khai tuyên bố lựa chọn ứng viên của họ cử tri Iowa trên 18 tuổi và đăng ký thành viên Đảng Cộng hòa đủ điều kiện tham gia sự kiện này. Kết quả bỏ phiếu tại mỗi địa điểm sẽ gửi đến Ủy ban Đảng Cộng hòa bang Iowa. Kết quả cuối cùng được công bố sau khi hoàn tất quá trình kiểm đếm, thường là trong vài giờ.